kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 113 online. Thưa quý vị, tiếp tục công tác cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả bão số 3, hiện có gần 250 người đang nỗ lực chạy đua với thời gian tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích, trong đó có 75 cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 4, trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Bắc, gần 100 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Lào Cai và công an huyện Bắc Hà. Do giao thông bị chia cắt nên chưa thể huy động thiết bị máy móc vào cứu nạn khu vực thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà và khu vực nhà máy thủy điện Đông Nam Á, Nậm Lúc, cách điểm sạt lở ở làng Nù 64 km. Lực lượng cứu hộ cứu nạn phải đi bộ vượt rừng hơn 3 tiếng đồng hồ mới có thể tiếp cận được điểm sạt lở. Hiện có khoảng 250 cán bộ chiến sĩ đã thực hiện vận chuyển lương thực, thực phẩm, cơ số thuốc chữa bệnh để tiếp tế cho người dân các vùng đang bị cô lập và tiếp tục tìm kiếm những người khác trong các thôn do không có sóng điện thoại liên lạc. Các lực lượng cùng đơn vị giao thông cũng đang gấp rút thực hiện nhiệm vụ khắc phục các điểm giao thông còn đang bị chia cắt, cô lập với nỗ lực cao nhất. Sáng ngày 14 tháng 9, ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã chủ trì họp với bà con nhân dân thôn Làng Nù, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên để lấy ý kiến về việc tìm địa điểm tái định cư, cách thức làm nhà cho 37 hộ mất nhà trong trận lũ quét kinh hoàng hôm 10 tháng 9. Việc tìm địa điểm mới phải đảm bảo an toàn về địa chất, về tất cả các điều kiện như gần chỗ cũ, nơi có nguồn nước, có đất sản xuất, không gian. Tại buổi làm việc, bà con đều nhất trí cao các phương án mà Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên đưa ra, đồng thời đề nghị xem xét hỗ trợ tái định cư cho những gia đình không bị ảnh hưởng trong đợt lũ quét nhưng có nguy cơ bị mất an toàn. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên đề nghị bà con rà soát để xem xét báo cáo cấp trên. Trước mắt, để người mất nhà có chỗ ở, không phải đi ở nhờ. Ngay trong ngày hôm nay, 14 tháng 9, huyện sẽ tổ chức san gạt, xây nhà tạm cho bà con trong lúc chờ nhà mới. Thông tin chúng tôi vừa nhận được vào sáng nay, công tác cứu hộ cứu nạn tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai tiếp tục diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng gây khó khăn cho các lực lượng tìm kiếm. Đến 9 giờ sáng, Sở Chỉ huy Tiền Phương cho biết các lực lượng đã tìm thấy thêm thi thể của 3 nạn nhân mất tích, nâng tổng số người chết là 51 người và hiện vẫn còn 33 người mất tích. Còn tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn cộng thêm nước sông Bưởi dâng cao đã làm hàng trăm hộ dân bị cô lập. Bước sang ngày thứ 6, nước lũ vẫn chưa có dấu hiệu rút tại xã Thạch Thành. Mưa lũ đã gây ngập lụt cho hơn 230 hộ dân trên địa bàn 6 xã của huyện này, thiệt hại trên 2.000 ha hoa màu. Huyện Thạch Thành đã huy động lực lượng công an, bộ đội, dân quân khẩn trương hỗ trợ giúp nhân dân vùng ngập, đồng thời bảo đảm các nhu yếu phẩm thiết yếu như nước uống, thực phẩm, thuốc men. Trong khi đó, cùng với lực lượng công an toàn tỉnh Hưng Yên, cán bộ chiến sĩ công an xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ đã dầm mưa đi vào các nơi bị ngập lụt, hỗ trợ người dân khắc phục nhà cửa, di dời tài sản. Công an xã Thụy Lôi đã đến từng nhà thăm hỏi, động viên, phối hợp đưa 40 người già, trẻ nhỏ tại các hộ gia đình bị ngập sâu đến trường tiểu học xã Thụy Lôi và trạm y tế xã, di dời gia súc, gia cầm của người dân đến nơi an toàn. Đến thời điểm hiện tại thì một số khu vực nước đã rút, cán bộ chiến sĩ tiếp tục hỗ trợ bà con dọn dẹp khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, đồng thời giúp đỡ người dân tại các khu vực vẫn đang chịu ảnh hưởng của ngập lụt để người dân sớm ổn định cuộc sống. Huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc có 10 xã ven sông bị ảnh hưởng do nước lũ trên sông Hồng, trong đó 2 xã Hải Lựu và Đôn Nhân bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ngay khi nước lũ rút dần, thì công an tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường với phương châm lũ rút đến đâu, khắc phục đến đó, bảo đảm cho nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Ngày 13 tháng 9, gần 60 đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và công đoàn công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với lực lượng công an huyện Sông Lô đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt trên địa bàn huyện Sông Lô để khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, ban thanh niên công an tỉnh, ban phụ nữ, ban công đoàn công an tỉnh cũng đã chủ động tham mưu với Đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhân dân khắc phục bão lũ. Cụ thể như là ngoài chúng tôi tổ chức đội hình về tận tới cơ sở để hỗ trợ nhân dân dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm cũng như là các nhà văn hóa rồi các gia đình có hoàn cảnh neo đơn khó khăn khi mà nước lũ rút đi. Từ ngoài đường đến trong nhà, đồ đạc tài sản của nhiều hộ dân bị bùn đất phủ kín. Lực lượng công an đã triển khai nhiều tổ khác nhau, chia thành các điểm để hỗ trợ việc khắc phục. Với tinh thần khẩn trương nhất, hiệu quả nhất, tất cả vì nhân dân phục vụ, cán bộ chiến sĩ đều nỗ lực cố gắng,
để từng ngôi nhà của bà con nhân dân dần được sạch sẽ hơn. Tôi là người dân rất cảm ơn lực lượng công an cùng lực lượng khác cùng lực lượng công an lên đây để giúp bà con chúng tôi là dọn dẹp sau cơn lũ, như là chuyển các cái đồ đạc trở lại cũ và dọn dẹp nhà cửa, thậm chí là đường làng ngõ xóm vệ sinh sạch sẽ, làm rất là nhiệt tình. Sau những ngày ngập lụt do nước lũ dâng cao, rác thải, bùn đất là những thứ còn sót lại. Lực lượng đoàn viên, hội viên được huy động đến đã nỗ lực khẩn trương giúp người dân trong khu vực, chung tay thu gom, phân loại rác thải, dọn dẹp bùn đất trong nhà người dân. Với tinh thần hết lòng hết sức vì nhân dân phục vụ, tôi cũng như là các đồng chí khác cố gắng giúp đỡ người dân và nhân dân ở đây là khắc phục hậu quả sau bão, như là các việc là dọn dẹp vệ sinh đường phố, dọn dẹp khuôn viên, chuồng trại và di chuyển đồ đạc và những vật có giá trị đến nơi an toàn. Sau lũ còn rất nhiều bộn bề khó khăn, các đơn vị công an toàn tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang tiếp tục huy động tối đa lực lượng phương tiện để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả theo phương châm lũ rút đến đâu khắc phục đến đó, bảo đảm cho nhân dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Sự cố gắng của người dân cùng sự trợ giúp của lực lượng công an và các cơ quan chức năng đã góp phần đưa cuộc sống dần trở lại bình thường với những người dân nơi đây. Trong thời điểm này, việc kiểm tra khắc phục các sự cố hệ thống đê bao, công tác tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân nơi tập kết và những người còn trụ lại để trông coi bảo vệ nhà cửa, trang trại, công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường đang được lực lượng công an, quân đội và chính quyền tỉnh Hải Dương khẩn trương triển khai. Hiện tại, các khu vực thấp trũng, khu vực xung yếu ven đê, tất cả các hộ dân ở đây đã được vận động hỗ trợ di dời. Đến thời điểm hiện tại, ngày 13 tháng 9, đã có hơn 3.600 hộ dân với gần 8.000 nhân khẩu tại những nơi này đã được hỗ trợ di dời đến nơi an toàn. Công tác tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân tại các nơi tập kết, những người ở lại để trông coi, bảo vệ nhà cửa, tài sản, luôn được lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời. Và trong quá trình mà khi nước lên thì lực lượng công an xã chúng tôi đã cùng với cả các đoàn thể chính quyền vào từng nhà trong bà con nhân dân thôn Lô Khê để vận động và đưa các cái người già, các trẻ em và người yếu thế ra khỏi cái vùng nguy hiểm. Đồng thời sau đó là tiếp tục vận chuyển các cái lương thực, thực phẩm vào để viện trợ cho bà con bên trong các vùng bị ngập lụt. Cảm ơn công an Hải Dương. Giúp đỡ nhân dân, không chúng tôi khổ quá. Mặc dù trên địa bàn tỉnh Hải Dương mưa đã giảm, tuy nhiên nước sông tại một số địa phương trong tỉnh vẫn ở mức cao. Để tránh các sự cố có thể xảy ra trên hệ thống đê bao, đê sông nội đồng, tất cả các vị trí xung yếu đều được lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, đắp và gia cố kịp thời. Đã phát hiện ra cái lỗ rò này và chúng tôi đã coi như là báo trực tiếp coi như là đồng chí chủ tịch ủy ban nhân xã là đồng chí Nguyễn Lê Thị Hợp tìm cái cách xử lý và báo cáo là coi như là xin tất cả coi như mọi cái để coi như là đến để xử lý ngay cái vấn đề này và coi như là trong xử lý trong khoảng độ tầm 1 tiếng 50 phút thì sẽ xong hoàn toàn. Khi mà bão xảy ra thì trách nhiệm xử lý cái cơn bão này là trách nhiệm chung của các cấp ủy chính quyền và các lực lượng, nhưng chúng tôi thấy rằng lực lượng công an ở xã phường nói chung, trong đó phường Tân Bình và lực lượng an ninh cơ sở có một cái vai trò rất chủ động. Các đồng chí đã kịp thời nghiên cứu tình hình và tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong việc chủ động ứng phó với các cơn bão. Đồng thời khi mà bão cũng như là nước sông đổ về thì đã kịp thời bố trí lực lượng để mà đảm bảo an ninh, để mà di chuyển người cũng như là tài sản để mà đảm bảo một cách tốt nhất an toàn tính mạng tài sản cho người dân. Đồng thời sau khi mà hoàn lưu bão tan đi cũng như là nước sông rút xuống thì lực lượng công an và an ninh cơ sở cũng đóng vai trò quan trọng trong việc mà đảm bảo cái việc di chuyển những cây cối bị gãy đổ và đảm bảo vệ sinh môi trường giúp cho cuộc sống sớm trở lại bình yên. Hiện trên sông Hùa, đoạn nối sông Thái Bình và sông Văn Úc, xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, có 2 bè cá bị đứt dây neo trôi giạt tự do từ hướng sông Thái Bình về, sau đó đâm va mắc kẹt lại một số trụ cầu Hợp Thanh đang trong giai đoạn thi công xây dựng. Công an huyện Thanh Hà đã tham mưu đề xuất Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp tỉnh để huy động lực lượng phương tiện đặc chủng của các đơn vị nghiệp vụ, chức năng như công an, quân đội, các đơn vị quản lý đường sông đến tiếp cận xử lý vật cản tác động gây nguy hiểm đến công trình cầu Hợp Thanh.
Lực lượng chức năng cho biết hiện tại công tác xử lý sự cố vẫn đang diễn ra, dự kiến trong ngày hôm nay 14 tháng 9 sẽ xử lý xong các vật cản mắc lại các trụ cầu. Tổ công tác công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam vừa kịp thời hỗ trợ đưa cháu bé 2 tháng tuổi từ vùng ngập lụt đi cấp cứu kịp thời. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9, Tổ công tác công an huyện Thanh Liêm làm nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân tại tiểu khu Châu Giang, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm. Đây là vùng ngập lụt nghiêm trọng, có nơi ngập trên 2 mét. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, phát hiện gia đình anh Phạm Đình Chiến cần đưa cháu bé 2 tháng tuổi đi cấp cứu. Tổ công tác nhanh chóng đưa gia đình ra khỏi vùng ngập và sử dụng xe ô tô chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông đưa cháu bé đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện. Và hiện tại, sức khỏe của cháu bé đã ổn định, đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi. Những ngày qua, tại khu vực Bắc Bộ liên tiếp xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng, lũ trên hầu hết các tuyến sông đều lên mức báo động 3, trên mức báo động 3 và còn duy trì ở mức cao trong những ngày tới. Đồng thời, mưa lớn cũng gây ngập úng nội đồng. Nhiều trạm bơm đang vận hành bơm tiêu úng qua đê. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có văn bản gửi 21 tỉnh, thành phố về bảo đảm an toàn chống lũ của đê trong quá trình vận hành các trạm bơm tiêu. Để bảo đảm an toàn chống lũ của đê, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo công ty khai thác công trình thủy lợi, các đơn vị quản lý vận hành các trạm bơm tiêu trên địa bàn khẩn trương kiểm tra, rà soát tất cả các trạm bơm tiêu qua đê thuộc phạm vi quản lý, chỉ vận hành bơm tiêu cưỡng bức ra sông theo quy trình vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, bảo đảm an toàn chống lũ của đê, tổ chức ứng trực 24/24 giờ trong quá trình vận hành tiêu úng, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, trang thiết bị để kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra ngay từ giờ đầu, bảo đảm an toàn chống lũ của đê. Các đơn vị quản lý vận hành trạm bơm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn chống lũ của đê do việc vận hành trái quy trình gây ra. Tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự, là giám đốc của một công ty chuyên tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm tranh và các tác phẩm nghệ thuật có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng, lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao, đối tượng đã nhiều lần rút ruột hàng tỷ đồng của công ty để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Kim Thê Sung, 51 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, hiện trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà về hành vi tham mô tài sản. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên AIP hoạt động từ năm 2016 với ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm tranh và các tác phẩm nghệ thuật. Có trụ sở tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật của công ty này đều là người nước ngoài. Từ ngày 13 tháng 2 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, Kim Thê Sung được chủ sở hữu công ty tuyển dụng và bổ nhiệm vị trí giám đốc, có nhiệm vụ là điều hành mọi hoạt động, quản lý toàn bộ tài sản của công ty AIP. Do dính vào nợ nần và mất khả năng chi trả cũng như cần tiền sinh hoạt, Kim Thê Sung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là giám đốc, tham mô tài sản bằng cách rút tiền trong két sắt của công ty nhiều lần, chiếm đoạt tổng số tiền lên tới 1,13 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Còn tại tỉnh Vĩnh Long, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tam Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Tâm, trú tại tỉnh Bến Tre để điều tra về hành vi cướp tài sản. Vào khoảng 8 giờ ngày 29 tháng 7, Tâm đã đột nhập vào nhà người dân tại xã Song Phú, huyện Tam Bình để trộm cắp tài sản thì bị phát hiện. Tâm đã dùng dao uy hiếp đe dọa chủ nhà và lấy đi 3 đôi bông tai, 2 sợi dây chuyền, 5 chiếc nhẫn, 2 lắc vàng, 3 điện thoại di động, 2 triệu đồng và 200 đô la Mỹ. Tổng giá trị tài sản bị cướp khoảng 160 triệu đồng. Biết không thể trốn thoát nên đến ngày 4 tháng 8 năm 2024, Tâm đến công an huyện Mỏ Cây Bắc, tỉnh Bến Tre để đầu thú. Khoảng 12 giờ ngày hôm qua, một đối tượng đeo khẩu trang đến tiệm vàng Phúc Mai trong chợ Phan Thiết, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, hỏi mua vàng và đề nghị được xem một chiếc lắc có trọng lượng khoảng 7,3 chỉ vàng 18K. Sau khi đeo lắc vào tay, lợi dụng sơ hở của nhân viên tiệm vàng, đối tượng này đã bỏ chạy. Ngay sau khi nhận được tin báo, từ đặc điểm nhận dạng của đối tượng, Công an thành phố Phan Thiết đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự nhanh chóng phân công hai tổ công tác tiến hành rà soát, khoanh vùng, truy xét đối tượng. Chỉ 3 giờ sau, Công an thành phố Phan Thiết đã xác định được đối tượng nghi vấn sinh năm 2004, trú tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí và tổ chức vây bắt đối tượng khi đang trên đường từ thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc về thành phố Phan Thiết, thu hồi tang vật vụ án tại một tiệm vàng ở thị trấn Ma Lâm. Quý vị vừa theo dõi bản tin 113 Online, còn bây giờ là những thông tin về truy nã tội phạm sau giây lát.
Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 9 tháng 10 năm 2022 đối với đối tượng Đoàn Đức Lợi, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Gia, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh về tội giết người. Theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 5 ngày 25 tháng 5 năm 2019 đối với đối tượng Nguyễn Tấn Tài, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã số 1455 ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh là đối tượng Trịnh Đình Tuấn, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại ấp Đồng Thành, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Cố ý gây thương tích là hành vi cố ý xâm phạm thân thể, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác dưới dạng thương tích cụ thể. Hành vi cố ý gây thương tích là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền được tôn trọng và bảo vệ sức khỏe của người khác. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù đến 20 năm, tù chung thân, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Và đối tượng Đỗ Thị Anh Thư, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại ấp Cầu, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, phải nhận quyết định truy nã số 12 ngày 8 tháng 2 năm 2023 của Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Tây Ninh về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Số máy đường dây nóng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.